Chào cả nhà. Hôm nay mình quay lại một dòng vườn rau nhà mình sau một tuần cho các bạn cùng xem à. Nhưng mà mình thấy nhiều chú chim đẹp quá nè các bạn, nên mình qua sẵn mình quay luôn cho các bạn cùng xem nè. Mình không biết chim này gọi là chim gì ha các bạn ha. Thì ông xã mình đã đổ thức ăn vào trong cái chậu teo lọn lẹn tổng tẹn đó các bạn. Khi nó lại đó thấy thức ăn rồi lại đậu trên đậu dưới ăn hết à. Đó, ở bên kia thì có một chú thỏ nữa. Ui giờ đang gãi tay. Đó. Quay một vòng cây cà chua cho các bạn cùng xem ha. Cây cà chua của mình nay quá trời bông các bạn ơi. Cây này thì cao khủng luôn. Đã có một trái chín rồi nè các bạn. Wow, đây nè. Đâu rồi? Wow. Để mình thử coi ha. Mình hái thử coi ha. Nó vàng như vậy nè chứ nó không có đỏ các bạn ơi. Nó vàng, cái giống nó vàng vậy thôi chứ nó không có đỏ. Để mình ăn thử xem nè. Ngọt liệm luôn. Cà chua này là nhiều bông nhất nè các bạn. Quá trời bông luôn nè. Quá trời. Mình cứ thấy bông là mình cứ rung rung rung. Quá trời bông. Mà chưa có thấy trái. Nhưng mà cây bên đây thì đã thấy trái rồi nè các bạn. Được mấy cây có trái thôi con. Cây bên này là nhiều trái nhất nè. Được mấy trái nhiều đây thôi. Nó bông nhiều nhưng mà vẫn chưa thấy trái. Chim nó thấy mình tới cái nó chạy đâu mất tiêu rồi. Còn hành lá thì mình đã cắt ăn bớt nè các bạn. Đó, mình cắt cái này thì mình bẻ, còn mấy cây này thì mình cắt nè. Mình cắt chưa gốc lại nó lại lên nữa nè các bạn. Còn bên đây thì nó quá tốt luôn rồi nè. Ăn chưa có hết, có một khóm vô đây mà ăn hoài ăn mãi không hết. Này là hành lá xanh. À, còn dâu tây nhà mình thì thu hoạch được một đợt hôm bữa ha, xong rồi cái bị mấy chú sóc vô phá hết trơn rồi, không còn trái nào nữa hết, vô phá tàn tành luôn nè. Nó cắn các bạn thấy không, nó cắn kìa, thấy chưa, đó đó đó, bên đây nè nè, đó nó cắn, cắn chơi dục chơi vậy á, phá dễ sợ phá luôn. Còn cây ớt chuông Đà Lạt ha thì cũng đã ra bông nè, có một cái bông bự bên đây. Đó, chưa có trái. Đây, ớt chuông Đà Lạt mình có 4 cây. Còn cây cà tím cà màu đen thì nó đã có một cái bông rồi nè các bạn. Chắc là sắp đậu trái rồi đó ha. Còn cái cây cà tím thì thảm thương quá các bạn ơi. Hôm bữa cái giống này là của cái bác hàng xóm ở trên trên cái đường trên kia cho mình. Thì lúc bác cho đã lủng lỗ giống vậy rồi ha. Thì bây giờ nó đã cho mình một cái bông ở bên đây nè. Không biết bị con bò nhảy nó nhảy cho lủng lỗ. Rồi nhưng mà vẫn có bông ha. Nhìn cái cây không có được đẹp gì hết trơn. Bác nó cho mình giống này nè. Còn cái giống này thì mình mua cây con về mình trồng được cái. Còn cái cây ớt cây thì nó to khủng khiếp, sao không hiểu sao mà mình thấy trong cái bịch mình mua hạt giống ha, thì cái trái nhỏ chiếu mà sao nó trồng ra thì lại trái bự ra, không biết họ có làm lộn giống không biết nữa. Còn cây này thì cây ớt cây của mình chắc chắn rồi, nhìn cái lá này xem là các bạn. Có trái rồi. Đây có một trái nè. Có một trái đây. Đây là ớt Việt Nam mình đó. Còn ba cái cây này mình
Mình không biết tại lúc mình mua giống thì nó đề tới 5 loại ớt cay nữa. Mà mình gieo 10 hạt mà lên được có 4 hạt này các bạn. Còn hàng cải kheo mình trồng ở trong nhà kính thì nó cũng đã lớn rồi nè các bạn. Tỏi của mình nè, hôm bữa mình đã cho bớt đi rồi nè, cho một ít bên nhà chồng mình đó, thì mình còn nhiêu đây nè các bạn, 5 ngày rồi đó, 5 6 ngày gì rồi đó, nó đầu vàng rồi đó, mình chuẩn bị thắt bính cho nó nè. Còn cây bí nhà mình thì đã leo ra rồi cái nè các bạn, nhưng mà vẫn chưa thấy bông, vẫn chưa thấy bông các bạn ơi. Có cái chậu ở dưới kia kìa đó, hai cái chậu nhỏ bên kia cũng đã leo ra rồi nè. Còn cái hàng cải cải cúc ha, chị Vin ơi, cái hàng cải cúc này chị cho em giống nè, giờ nó lên quá trời rồi nè. Đó là chị bạn ở trên YouTube cho mình hạt giống và mình gieo, giờ lên quá trời rồi nè. Bên đây nữa cải cúc nữa, bên kia được một mớ nữa. Trời ơi quá trời luôn. Đi vào ha, đi vào xem lại củ củ sau 1 tuần ha các bạn. Nè trời ơi nó bự ghê không, bự chà bá rồi các bạn ơi, không biết chưa bự gì đã ăn được chứ ha. Để mình hỏi ông xã mình đã nhổ bự bự vậy nhổ được chưa. Cái năm đầu tiên mình trồng cái củ dền này mình cũng không biết là bự cỡ nào là mình có thể ăn nữa. Mình thấy nó bự quá trời rồi. Wow, trời, 1 tuần mà nó phát triển nhanh quá. Wow, trời ơi, mình mua thì không bao nhiêu tiền hết mà mình thấy mình trồng mình thích quá à. Và mỗi lần mà nó to lên là ngày nào mình cũng ra ngắm á. Trời này các bạn ơi, bự luôn rồi nè, wow. Oh my God. Nè các bạn ơi, cái củ cà rốt của mình nè, wow, thấy bự chưa các bạn, sau 1 tuần mà nó bự ghê ha. Wow, wow trời ơi, bên đây nè, wow trời, bự rồi, củ cà rốt của mình nay bự quá. Lấp lại, hôm bữa bị mấy chú thỏ vô ăn mấy cái lá này các bạn, mà rồi nó cạp cạp ở đằng trên nữa, có cái cây này nó vô nó cạp nè. Ở đâu rồi đây nè các bạn, thấy không, đây chỗ này nè, đó nó vô nó cạp nè, nó ăn lá xong hả nó vô nó cạp. Một củ bự ghê chưa các bạn, may mà nó không có nhổ cái củ của mình, nó chỉ ăn cái lá thôi. Cái này cũng chị Vinh ơi, chị cho em cái này nữa nè, nó cũng lớn quá trời rồi. Còn trời ơi xà lách cuộn của mình thì cây này của mình cũng đã lớn rồi nè, mình xen kẽ với nó cái cây nè, celery là cái cây cần tây của người Mỹ đó các bạn nè, nó cũng đã lớn rồi hả. Ít bệnh nó bự là mình cắt cái cọng vòng vòng ở ngoài mình ăn, rồi nó sẽ lên từ 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 từ, rồi cái mình lấy để mình đợi lên bông ha, cái mình lấy giống mình trồng tiếp. Ủa, các bạn thấy cái cây xà lách cuộn đã không? Wow, trời cái cuộn cuộn nào cuộn nấy cứng, mình đợi cho nó bự rồi mình ấy, mình đã nhổ bớt đi rồi nè các bạn thấy không? Mình cho các bạn ở chỗ nha sĩ ha, rồi một ít cho cô giáo của con trai mình ha, rồi lát nữa mình sẽ nhổ tiếp. Wow, cái à, trời cái cục này nó bự nè, nó cứng ngắc luôn, công nhận cái giống xà lách này nhìn đã quá. Mình cũng đã nhổ bớt cải Mỹ đi rồi à, ngày mai mình sẽ làm món mì rau, món mì sợi, mình sẽ lấy cái lá cải này vô mình làm mì mì rau ăn ha các bạn ha. Sẵn mình quay video cho các bạn mì rau luôn ha. Cái
hàng salad bên đây nó cũng đã lớn rồi nè, hôm bữa nó tí tẹo tèo teo ha. Còn bên đây ha là những cái mầm khoai lang của mình cũng đã lên rồi nè. Đó, cây sả của mình cũng đã xanh tươi rồi. Mà năm nay sao khí hậu thất thường quá các bạn ơi. Lúc thì đang nắng chang chang ha, sau giờ trở lại lạnh rồi. Còn cái hành tây củ bự màu đỏ của mình thì được vài cây to, còn vài cây thì ngã ngang ngã ngửa. Trời ơi các bạn ơi, nhìn cái trái, nhìn cái bông mà bắp cải xanh này bự ghê không các bạn. Bắp súp lơ xanh đó. Trời ơi này nó bự ha. Bên đây nữa nè. Trời ơi. Wow. Bên đây thì nhỏ hơn. Được một cây được một cây nó cuộn lại nhỏ nhỏ rồi nè các bạn, bắp cải trắng. Cái cây súp lơ trắng bên đây nè các bạn. Nè. Nó có cái bông đã ha. Trời ơi hùng. Còn cái cây đó, đậu Hà Lan thì nó hùng vĩ dễ sợ không? Quá trời. Cây dưa leo của mình bên đây cũng đã. Và cái cây đậu của mình nè, nó cũng lùn lùn, nó cũng chẳng lớn được bao nhiêu hết các bạn ơi. Cây dưa leo của mình đã ra trái rồi nè. Mình đã tỉa giống như tỉa cây cây mình tỉa phần dưới giống như cái cây gì cây tự nhiên quên lửng nữa rồi, cái cây cà chua. Trời ơi lâu lâu mình có hay quên lửng cả, mình chưa có già mà đã quên lửng rồi các bạn ơi. Con trái dưa leo cả. Mấy cái lủng la lủng lẳng ở dưới nữa cả. Hay quá. Được nhiều. Đó, thì mình đã tỉa bớt đi rồi. Hôm bữa xum xuê lá xum xuê rồi mình cũng tỉa y như cà chua luôn rồi. Đợi cho nó lên leo lên tới trên này ha. Thì mình sẽ ngắt cái đọt nó đi giống như chị khỉ nhỏ chị vậy ha. Bên đây cũng là dưa leo mình bữa mình mới bứng qua nè. Còn dưa leo nè, nó cũng đã có trái rồi nè các bạn, có được một trái đó. Nè. Được một trái bên đây nè, đó. Đầu ra trái, cái chùm này ra trái nữa nè. Đầu xanh lại rồi. Còn hai hàng khoai tây của mình thì quá trời lớn rồi các bạn ơi. Nó đã ra bông giống vậy nè các bạn. Mình chỉ cho các bạn coi. Nhìn nè. Nó ra bông như vậy ha là ở dưới có củ rồi đó các bạn. Các bạn thấy cây khoai tây mà nó ra bông ha là có nghĩa ở dưới có củ đó. Đợi khi nó tự nó vàng cái rồi nó chết cây ha. Mình sẽ bứng củ của nó lên. Còn cây thì là này các bạn. Cung bí của mình ở đây có hai cây bí à, thì đã ra trái rồi nè các bạn. Mình có mấy trái bí luôn rồi, một trái nè, hai trái nè, ở dưới đây một trái nữa nè, ba ha. Ở đây một trái nữa. Bốn trái, đã thêm mấy nhụy nữa. Hai cái cây này sao mà nó trái nhiều mà cái hàng bí trên kia không có trái nào các bạn ơi, chưa có ra bông nữa. Hai cây này thì trái bông quá trời rồi. Còn cái thùng khoai tây này nó còn lớn hơn cả bên kia nữa các bạn ơi, chắc là trồng thùng nó tốt hơn nè. Hai thùng khoai tây nó xanh mướt hơn, các bạn nhìn xem, nó xanh mướt hơn trong vườn nữa.
Có lý nha, trồng thùng có lý hơn các bạn ơi. Còn cái cây mâm xôi của mình nay đã chín rụi rồi nè, trái nó không có bự hết các bạn ha. Sao mà họ trồng trái bự mà mình trồng trái nhỏ thế nhỉ? Nó đỏ mà mình chưa có. Ăn thử trái không, chua chua ngọt ngọt. Bên đây trái bự hơn chút nè. Nó chín mà mình không có kịp hái đó ha, là nó rụng hết các bạn ơi. Nè, nhìn những cái trái này là nó rụng rồi nè đó. Nó rụng rồi đó, như vậy là nó rụng rồi nè. Nó chín mà mình không kịp hái là nó tự rụng hết. Rồi, mấy trái này là nó đã tự rụng rồi nè. Mình không kịp hái rụng hết hay là con chim nó vô nó ăn hết rồi không biết nữa. Trái Việt Quất của mình cũng đã đổi màu nè các bạn. Nó cũng đổi cái màu tím tím rồi ha. Ở đây cũng đổi màu rồi nè. Wow, cái cây này nhiều trái quá các bạn ơi. Để mình lấy lưới mình trùm lại, không thôi là mấy con chim nó vô nó phá nó ăn hết. Còn cây táo của mình nè các bạn, không biết là lý do tại sao mà nó cũng rụng hết nè. Các bạn nhìn nè, không biết là con gì nó phá hay là nó tự rụng. Ui, hình như có con gì phá nè. Đây nè, cào cào gì đây nè. Sao nó rụng uổng quá các bạn. Có mấy trái bên đây nữa nè. Ôi, vậy là có con gì phá rồi nè. Thấy chưa? Con sóc hay là con gì cạp cạp đây nè. Trời ơi, hèn chi nó rụng thì ra là có phá. Treo lủng la lủng lẳng quá trời trái luôn các bạn. Mà nó con gì phá nó cũng rụng bớt uổng quá. Còn cây lê nhà mình sau 1 tuần thì trái nó cũng bự bự hơn tí xíu ha. Các bạn thấy sau 1 tuần vườn rau của mình đã khác hơn một tí xíu rồi ha. Đó, mọi thứ đã lớn hơn một xíu rồi ha. Video đến đây thôi ha các bạn ha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.